Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để thực hiện việc giải cứu trường hợp đáng buồn này. Cô ấy là một chú chó con cực kỳ suy dinh dưỡng và ốm yếu. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô ấy sống cùng sợi dây đã trói lấy cuộc sống của cô. Lúc còn trẻ, cô ấy chỉ biết đến đau khổ và giềng xích. Cô ấy nhỏ bé hơn chúng tôi tưởng tượng. Bé được khoảng 60 ngày tuổi. Hôm nay em bé sẽ được tự do. Đừng lo lắng nhà bé yêu. Bạn sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống tối tăm này. Động vật không chỉ đau khổ trên đường phố, mà một số loài còn phải chịu đựng trong im lặng trong nhà. Trong những trường hợp gần đây, chúng tôi đã phải đưa họ ra khỏi nhà, nơi mà nỗi đau đớn có thể tệ hơn trên đường phố. Vì họ vô hình khi ở trong chính ngôi nhà của mình đang sống. Chúng tôi đã trả tự do cho bạn bé nhỏ. Bạn sẽ nhận được sự chăm sóc y tế. Tất cả chúng tôi sẽ giúp bạn để bạn có cuộc sống khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng tôi đã đặt cho bạn một cái tên thật hay, Chavelita. Sẽ cần tất cả sự giúp đỡ cần thiết để cô bé này có thể được chăm sóc y tế đầy đủ. Chúng tôi đã có mặt tại phòng khám thú y. Cô ấy chứa đầy ký sinh trùng. Xét nghiệm dương tính với parvovirus. Bệnh tiêu chảy vẫn chưa dừng lại kể từ khi chúng tôi đến gặp bác sĩ thú y. Ký sinh trùng đang khiến cô ấy bị tiêu chảy nặng như thế này. Huyết sắc tố của cô ấy thấp đến mức chúng tôi không thể biết cô ấy đang đứng như thế nào. Các bác sĩ đang làm việc để tiến hành tẩy giun hàng loạt cho cô. Đồng thời, dùng thuốc kháng sinh sẽ giúp ích cho cô ấy. Cô cũng bị viêm dạ dày ruột, khiến cô khó chịu, ói mửa và tiêu chảy. Kết quả vấn đề về da của cô ấy cũng là một tin xấu, bị bệnh sarcoptic. Bệnh ghẻ lở sarcoptic, nguyên nhân là do một con ve sinh sôi nhanh chóng bằng cách đào đường hầm trên da. Bác sĩ đưa ra một tin xấu, Chavelita chỉ có chưa tới 2 tháng để sống. Huyết sắc tố của cô ấy là 3-4, tiểu cầu của cô ấy là 8. Chavelita đang chiến đấu cùng bác sĩ để sống sót. Họ đã phải ép cô ấy ăn cả ngày, nhiều lần, vì cô ấy không thèm ăn kể từ khi chúng tôi giải cứu cô ấy. Thank you.
cha Velita đã được truyền máu. Tình trạng của cô thật đáng lằn lòng, nhưng chúng tôi không từ bỏ. Chừng nào bạn còn sống, bạn sẽ có hy vọng. Cha Velita, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé. Đợi quá trình truyền máu có hiệu lực, để chúng tôi có thể thấy bạn khỏe mạnh và vui chơi. Ngày 10, cha Velita đã nôn ra run và máu. Bé cũng đi đại tiện nhiều hơn và nhiều run tiếp tục chui ra. Vào sáng sớm, họ nói với chúng tôi rằng cha Velita đã chút hơi thở cuối cùng và vượt qua cầu vồng. Cô ấy bị tiêu chảy gần như cả buổi sáng và tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn. Cha Velita, trái tim chúng tôi hôm nay tiếc nuối về sự ra đi của bạn, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bạn không còn đau khổ nữa.